Ven sông Hồng, làng Vị Khê, xã Điểm Xá, huyện Nam Trực được coi là vùng đất tổ của nghề trồng hoa cây cảnh. Theo Ngọc Phả đình Vị Khê, nghề trồng hoa cây cảnh nơi đây có từ thế kỷ 12 do Thái úy Tô Trung Tự truyền dạy. Thấy nơi đây vùng đất đẹp, dân cư thuần phát, ngài đã dạy cho nhân dân địa phương nghề trồng hoa, ươm cây cảnh để làm kế sinh nghiệp lâu dài. Gần 800 năm trôi qua với bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, nhưng làng hoa cây cảnh vẫn tồn tại và phát triển. Lễ hội hoa cây cảnh truyền thống được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của ông tổ làng nghề. Ngay từ sáng sớm ngày 12 tháng Giêng, người dân và du khách thập phương đã về tề tựu đông đủ để tham gia phần rước lễ. Đoàn rước xuất phát từ chùa Vị Khê, theo đê sông Hồng, xuôi về phía hạ lưu để đến đình làng. Rước hoa cây cảnh là một nghi thức đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê. Để có được cây cảnh tham gia rước và là lễ vật dâng lên Đức Thành Hoàng làng và ông tổ làng nghề, cây cảnh phải trải qua một quá trình tuyển chọn hết sức công phu kỹ lưỡng. Đó là cây phải do chính người dân Vị Khê trồng, chăm sóc, tạo thế ngay trên đất làng Vị Khê. Mỗi năm là một cây khác nhau, những cây đã dự lễ năm trước không được tuyển chọn. Giống cây phải khác nhau, nếu cùng giống thì phải khác thế. Nghi thức rước cây cảnh được người dân địa phương tổ chức trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của hàng nghìn người từ khắp nơi về dự lễ. Trong đó không thể thiếu những người từ làng nghề trồng hoa cây cảnh ở khắp các vùng quê, các tỉnh thành, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, cứ đến ngày 12 tháng Giêng đều về với làng Vị Khê tham dự lễ hội. Một yếu tố riêng, bởi hoa cây cảnh được trưng bày ngay trên mảnh đất thiêng và có những chậu hoa cây thế mà người Vị Khê với bí quyết nghề học được từ bao thế hệ, chỉ để làm lễ vật dâng lên ông tổ làng nghề. Tất cả với cùng một ý niệm, đem thành quả lao động của mình giới thiệu đến mọi người và cũng để thi thố tài năng với các nghệ nhân Vị Khê khác, được tôn vinh và để rồi sau cuộc triển lãm này có sự tham gia của nhiều nghệ nhân hơn, nhiều tác phẩm độc đáo hơn, tinh túy hơn. Chào anh, và anh có thể giới thiệu về cái tác phẩm mà năm nay mình mang đến trưng bày tại lễ hội với ạ? Đây là tác phẩm của tôi đưa ra tham dự lễ hội làng hàng năm. Tác phẩm đây là tác phẩm tôi đặt tên tác phẩm này là Thế Cây Trực Nhưng Mà Dáng Lão. Có ý nghĩa như nào? Cây này dáng, tức là dáng nó như là dáng của một cái cụ già, tay đang chống gậy, lưng gù, cổ thõng. Được học hỏi, được các cụ trao dồi những cái kiến thức và những cái đường lối của các cụ đi trước. Và cơ bản thì đã tôi cũng nắm được nhiều cái nét về nét cổ, mình áp dụng theo cái lối cổ này. Và cái nét mới, mình dựa trên cái cổ. Mình phát triển và cải tạo, cải biên đi, nó tân cổ đi, trông nó hài hòa và nghệ thuật thì trông nó tự nhiên hơn. Vậy thì cái việc mang cái tác phẩm của gia đình để trưng bày tại lễ hội này thì anh cũng có mong muốn gì ạ? Nói chung là mong muốn cho xã hội phát triển, đất nước phát triển, kinh tế vững mạnh lên, thì lúc đó thì dân trí ta nó khi kinh tế phát triển thì cái nhu cầu đời sống con người ta nó mong muốn nó về cái văn hóa sinh vật cảnh nó rộng hơn. Từ một làng hoa cây cảnh được phát triển để phục vụ cung đình trở thành nơi hưởng thụ của các vương công quý tộc thời nhà Trần, làng Vị Khê với trung tâm là đình làng cùng với triển lãm cây cảnh nơi này thực sự như là một nhà vườn để du khách trải lòng, du ngoạn trong dịp đầu xuân,
trước một không gian xanh đầy sức sáng tạo và nghệ thuật do chính con người nơi đây tạo nên. Lễ hội diễn ra vào đúng dịp lễ khai ấn đền Trần cũng là cơ hội cho du khách tìm hiểu thêm những nét văn hóa truyền thống độc đáo của quê hương Nam Định văn hiến. Lễ hội hoa cây cảnh Vị Khê với các nghi thức tế lễ, tục rước hoa cây cảnh, trưng bày cây mang đậm giá trị văn hóa là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại. Bởi lễ hội là nơi trao truyền, tôn vinh những bí quyết nghề, là mạch sống khởi nguồn cho sự sáng tạo nghệ thuật của bao thế hệ người dân Vị Khê. Từ một ngôi làng nhỏ bé, đỏ lặng phù sa bên bờ sông Hồng, cho đến làng Vị Khê rộng lớn với hàng nghìn hộ dân ngày nay.